từng ngày vui, phật không em ơi, mình từng chung lối khổ đau em biết cười, mình đã được từng nói, à không thể đi chưa, mình từng theo mãi không bao giờ, mà cớ sao ta giờ đây vẫn qua đời nhau, dù trái tim ta phải đau nhớ như vì nhau, và có khi nào em thấy tiếc nuối vì ngày xưa, vội vàng quá. Quý vị đang đến với kênh test âm thanh của cửa hàng Audio Bảy An Giang. Thì trước mắt quý vị đây là một đôi Yamaha đến từ Mỹ, Martinus A, và đang ghép với con âm ly đề nông BMA 1500 R 2 La Mã, mặt bằng chanh, đẹp xuất sắc, thiếu thùng không nha quý vị. Thì sự kết hợp này, đô la này cho chất âm cực kỳ quy lực, đánh vỡ phòng nha quý vị. Thì sau đây em sẽ test cho quý vị nghe một ca khúc Bolero trữ tình để quý vị đánh giá chất âm nó như thế nào nha. Đấy, nghe remix rồi. Thật 20cm nha quý vị. Và cái này là bass đúng 20 luôn nha, tại vì cái gan em là 22 quý vị. Hai bass thật 20cm, hai bass điện hết nha, hai bass điện, hai bass thật hết nha. Và một chung một chép, chép đom. Màng này là giống như là màng sợi thủy tinh carbon, thủy tinh và carbon nha quý vị. Có mềm nha, carbon nó cứng, hơi khăn cực kỳ đẹp luôn quý vị. Đây logo Yamaha đây, đánh bass cực kỳ quy lực luôn quý vị. Dùng đồ loa này đúng là đậm chất Mỹ. Thùng
cùng quét góc cạnh đâu này thì đẹp tuyệt vời nha. 160W nha quý vị, công suất 160W nha. Yamaha NS2835. Máy này nước A nha quý vị, 7 Mỹ về nha. Yamaha sản xuất tại Mỹ. Đồ loa có giá 8.200.000 đồng. Tiếp theo là con âm ly Denon BMA 1523. Phải nói con âm ly này đẹp long lanh luôn quý vị, không một vết nào hết quý vị, long lanh luôn, quá đẹp, quá đẹp. Đây quý vị nhìn những cái vết CNC của nó, vết cắt của nó nhìn phê tuyệt vời không. Trên nắp này, chỗ này nó cấn là do chồng lên nè quý vị, chồng lần đâu 5-7 cái gì lên nè, mấy cái vết này nè đó, nhưng mà nó không chày nha. Quá đẹp con âm ly này luôn, tuyệt vời, nó không chê đâu được hết. Công suất của em nó là 250W nha quý vị. Đây, Made in Japan 250W. Đây quý vị nhìn xem những cái vắt tín hiệu của nó nè, dàn éo hết nha, dàn éo nha, tuyệt vời luôn, không chơi được việc. Và con âm ly này có giá 9.900.000 đồng, bao ship toàn quốc cho quý vị luôn nha. Phải nói là giá tốt nhất hiện nay luôn, đẹp keng xà beng nguyên zin nguyên bản 100%, 9.900.000 đồng, ship toàn quốc, bao luôn phí ship. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio 7 An Giang. Xin cảm ơn.